Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh ITP Club Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về phân tích cơ bản các bạn. Ở đây phân tích cơ bản thì mình sẽ chỉ cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn mình có thể lựa chọn những cổ phiếu tiềm năng. Thì cách này làm thì của mình cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên thì hôm nay mình hướng dẫn lại cho các bạn. Thì có lẽ để trước khi vào cái chương trình này, có lẽ mình sẽ kiếm một cái ly cà phê để cho tỉnh táo sảng khoái. Các bạn hãy theo chân mình. Chúng ta sẽ đi qua bên kia uống cà phê, pha cà phê cùng mình nha. Chúng ta sẽ đi ra cái bộ phận chỗ có thể pha cà phê được. Thì việc đầu tiên đây chúng ta sẽ pha xay cà phê các bạn. Thì ở đây mình có cái nút thay mịn nhất, và mình sẽ pha xay 2-4 cúp nha các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã xay xong, và chúng ta sẽ lấy cái hộp đựng cà phê ra nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có cái cà phê ra rất là thơm nha các bạn. Ta có cái một cái khay để mà đựng cà phê nha. Ta sẽ đong cái một muỗng cà phê nha các bạn. Các bạn uống đậm nhạt gì đó thì có thể thêm vào. Mình sẽ nén chặt nó lại. Bạn có thể cho thêm nếu như các bạn muốn. Thì có lẽ mình chỉ uống như vậy là đủ. Rồi, như vậy thì mình sẽ pha cái ly này là đi đúp nha các bạn. Mình sẽ đưa vào trong cái rồi, như vậy thì chúng ta đã đưa vào cái thiết bị để mà xay cà phê, pha cà phê. Thì chúng ta sẽ lấy cái ly nhựa ở đây, ly giấy ở đây các bạn, và mình sẽ nhấn một cái cúp đúp ở chỗ này nha các bạn. Đây nó có hai nút, một nút là tắt, một tắt, một nút là hai tắt các bạn. Vậy mình sẽ nhấn cái nút hai tắt, vậy máy nó sẽ tự động các bạn, máy nó sẽ tự động chạy, và nó sẽ chảy nước ra các bạn. Rồi, mùi rất là thơm ha các bạn. Như vậy là đã xong khá là nhanh. Và mình sẽ đợi cho nó có cái khô là mình sẽ uống thôi nha các bạn. Đối với những cái máy cà phê này thì mình sẽ có những cái hạt cà phê. Chúng ta có những cái hạt cà phê như thế này thì chúng ta sẽ đưa vào cái máy xay cà phê ở đây, thì chúng ta sẽ xay ra. Và như vậy chúng ta đã vừa pha xong một ly cà phê, và trên tay mình đó là một ly cà phê. Thì mình cũng khá là thích cappuccino, tuy nhiên thì mình không có thời gian để làm mấy cái sữa tươi, cho nên mình bỏ cái sữa ống thọ vô đây, mình chỉ uống thôi các bạn. Khá là thơm ngon, và chúng ta sẽ có một cái sảng khoái, và hy vọng rằng cái video này sẽ mang đến cho các bạn những cái cách làm, những là cách để mà các bạn tìm ra được những cổ phiếu tiềm năng. Thì việc đầu tiên chúng ta phải lọc được những cái cổ phiếu, ở đây mình sẽ phóng to lên các bạn ha. Mình phải lọc được những cái cổ phiếu tốt
các bạn. Thì ở đây chúng ta có thể vào cái trang web là cổ phiếu 68 các bạn. Chúng ta lên Google, chúng ta nhấn cổ phiếu 68. Thì trong cổ phiếu 68 thì các bạn sẽ nhận thấy là có cái bộ lọc cổ phiếu dựa trên cơ sở tài chính các bạn. Thì ở đây nó có sẵn nè các bạn. Có sẵn nè, các bạn có thể tùy chỉnh. Tùy chỉnh ở đây, thí dụ như EPS, các bạn có thể điều chỉnh ở cái con số mà các bạn muốn. Thì ở đây nó có cái mẫu sẵn nè. Thì các bạn thấy là EPS của chúng ta khoảng có 5.000. Nghĩa là thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 5.000. Mỗi cổ phiếu là giá trị 10.000 nha các bạn. P/E nhỏ 10, có nghĩa là cái định giá nó còn thấp. ROE phải trên 20, có nghĩa là suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu. Và ROE trên 15% và book value phải dưới 200%, có nghĩa là giá nó chỉ có gấp đôi với cái giá trị sổ sách thôi các bạn. Thì mình lấy ví dụ là mình chọn cái này và mình sẽ lọc cổ phiếu, còn nếu không thì bạn sẽ lưu cái cổ phiếu đó, cái bộ lọc đó vô cho này các bạn sẽ tìm hiểu cái phương thức này sau ha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ lọc ra một số cổ phiếu mà trong cái điều kiện chúng ta là có EPS là 5.000, PE là 10 lần, nhỏ 10 lần ha các bạn. Nghĩa là giá trên cái EPS này khoảng 10 lần, nghĩa là khoảng cỡ 5 chấm thôi các bạn. ROA chúng ta lớn hơn hoặc bằng 15%, và ROE chúng ta sẽ lớn hơn hoặc bằng 20%, và PP của mình sẽ là dưới 200% ha các bạn. Thì ở đây có thể các bạn sẽ lựa chọn cổ phiếu khác nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì mình sẽ nhìn nhận ở một cái vấn đề tương đối ha các bạn. Tương đối thôi. Thì ví dụ như các bạn thấy là ở đây sẽ có những cái phụ, chẳng hạn như là cái chỉ số beta ha các bạn. Nếu như chúng ta chọn beta mà cỡ khoảng gần 1 thì nó sẽ tương ứng với đồng biến với, không phải đồng biến mà là nó sẽ tăng tương ứng với cái chỉ số VietnamDex nếu là nó 1 ha các bạn. Còn nếu như các bạn thấy là nếu mà nó là beta mà càng nhỏ thì nó càng không có đồng biến, nó cũng không có phụ thuộc vào cái index nhiều. Nếu như beta của chúng ta có cái giá trị lớn hơn 1 thì nó sẽ tăng mạnh hơn, tăng mạnh hơn cái index nha các bạn. Nếu mà tăng thì nó sẽ tăng mạnh hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể chọn như cổ phiếu có cái khối lượng giao dịch nó tương đối thôi, và cái EPS của chúng ta tương đối cao, phải tương đối cao, và giá nó tương ứng là phải P/E của chúng ta phải thấp các bạn. Mình lấy ví dụ như cái Vĩnh Hoàng chẳng hạn, các bạn thấy là khối lượng giao dịch của nó cũng là tương đối và giá nó chỉ có 88, mà trong cái đó là cái EPS của chúng ta là 17.000, gần 20.000. Thì đây là mỗi cổ phiếu có thu nhập trên mỗi cổ phiếu khá là lớn các bạn. ROE của chúng ta đã khá là cao các bạn. Thì ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta muốn đầu tư cái mã này thì chúng ta phải xem xét coi cái nợ là bao nhiêu, tại vì cái ROE này cái nó liên quan tới những cái đồng bảy tài chính. Thì ở đây chúng ta có khá nhiều các cái thông số, như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cái mã cổ phiếu nào. Ở đây thì việc đầu tiên thì mình nghĩ là cái cổ phiếu mà cỡ 30.000 là chúng ta dễ mua hơn, và cái thanh khoản của nó ở đây nó cũng tương đứng, và cái EPS của chúng ta nó chỉ thấp hơn cỡ khoảng là 9 thôi, và ở đây là PE của chúng ta, PE của chúng ta có 3.2 thôi, nó khá thấp. Như vậy thì cái giá thị trường của nó đang khá là thấp các bạn, khá là thấp. Nếu như chúng ta chọn ACL thì chúng ta cũng có cái giá cỡ 30.000, thì cái EPS của chúng ta nó 12.000 là nó lớn hơn. Tuy nhiên thì khối lượng giao dịch nó khá là thấp các bạn, khá là thấp. Thì các bạn có thể xem một số các cái cổ phiếu khác, một số cổ phiếu khác. Tuy nhiên thì mình sẽ phân tích cái mã AMV này các bạn.
đó là thiết bị y tế Việt Mỹ các bạn. Mình sẽ chọn cái phân tích báo cáo tài chính của nó các bạn. Thì cái ngành nghề trang thiết bị như là ngành dược thì chúng ta phải xem qua cái nhóm ngành các bạn. Các bạn thấy là ở đây chúng ta cũng có cái nhóm ngành trong cổ phiếu 68 này cũng có cái nhóm ngành. Thì các bạn thấy là cái dược phẩm y tế, dược phẩm y tế này thì các bạn thấy là Bechner nó là 12 lần các bạn. Bechner của ngành là 12 lần, IBS nó chỉ có 4.000 thôi. Mà chúng ta đang ở 9.000, nghĩa là chúng ta đang có một cái tỷ suất lợi nhuận khá là cao các bạn. Và cái Bechner của chúng ta cũng khá là thấp, nghĩa là chúng ta có đầu tư cũng tương đối. Các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét về báo cáo tài chính của AMV. Thì ở đây mình sẽ phân tích, ở đây có cái, ở đây là báo cáo quý, mình sẽ chuyển về số 0 và mình AMV. Đây có 12 năm. Tuy nhiên thì 12 năm nó sẽ làm cho chúng ta nhìn thấy bức tranh rõ hơn. Thì các bạn thấy là ở đây nó có một cái đột biến từ năm 2017 đến 18. Đó các bạn. Thì những cái năm trước thì các bạn thấy là kinh doanh khá là lèo phèo, lèo bèo các bạn. Ví dụ năm 2016, 2017 là bắt đầu lên 38 tỷ. 215 tỷ đó các bạn. Như vậy thì các bạn thấy là doanh thu nó cũng tăng đột biến trong năm 2018. Đó. AMV nha các bạn. Ok. Thì ở đây mình sẽ thấy được nguyên cả cái bức tranh của cái cổ phiếu này về doanh thu, lợi nhuận. Thì cái giá vốn hàng bán của tôi cũng tăng lên tương đối. Như vậy cái doanh thu này nó tăng đến nhìn thấy là nó tăng lên đến 50 lần. Không, 50 lần các bạn. 7535 đúng không ạ? Gần 50 lần, gần 50 lần là doanh thu nha các bạn. Còn cái này thì có lẽ hơn 50 lần nào các bạn. Lợi nhuận sau thuế của chúng ta cũng phải là hơn 50 lần. Cỡ khoảng là 60 cho đến 60 lần các bạn. Như vậy thì chúng ta xem coi cái báo cáo tài chính trong năm 2000 chúng ta sẽ chỉnh lại nó chỉ cần chúng ta chỉ cần 4 năm thôi nha các bạn, không cần nhiều đâu các bạn. Tại vì cái mấy cái năm kia nó còn lỗ bạn, mấy năm kia lỗ lời không bao nhiêu. Chỉ có 2 năm 2017, 2018 thì nó tạo ra cái đột biến này thôi. Thì như vậy thì chúng ta sẽ coi xem coi cái key đi, cái key finance. Key finance nghĩa là chìa khóa về finance. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có cái tăng trưởng, các bạn thấy không? Tăng trưởng về doanh thu nó lên tới 500 lần. 500%. Xin lỗi, năm ngoài 500 lần mà 500%. Và các bạn thấy là ở đây tăng trưởng về profit nó lên tới 4.000% và ở năm vừa qua là năm 2018 nó tăng khoảng cỡ 4 khoảng cỡ gần 500%. Thì ROE của chúng ta đã tăng vượt bậc trong năm 2018. Lên 37,7%. Cái này là chia trên vốn chủ sở hữu nha các bạn. Và vòng quay tài sản, các bạn, vòng quay tài sản nó gần cỡ khoảng hơn một vòng, hơn nửa vòng các bạn. Thì ở đây chúng ta xem coi những cái tỷ lệ như là thanh toán nhanh, quá nhanh các bạn, nó tương đối. Và vòng quay hàng tồn kho của nó cực kỳ nó chỉ có 7 ngày thôi các bạn. Vòng quay hàng tồn kho nó chỉ 7 ngày thôi. Cái hiệu suất làm việc, hiệu suất tồn kho của nó là quá ok. Đó các bạn. Vòng quay của cái khoản phải thu của chúng ta là 104 ngày thì nó cải thiện khá lớn trong mấy năm vừa qua. Đó các bạn, 2 năm vừa qua tới 1.500 ngày rồi các bạn. Thì các bạn thấy là nó cái khoản phải thu của chúng ta là nợ dai như đĩa các bạn. Mấy năm nó mới trả là 3 năm thì khoảng 5 năm thì mới trả các bạn. Khoảng là 1 năm là 365 ngày các bạn.
thì khoảng cỡ 5 năm không các bạn, 1,000 mấy trăm ngày mà, phải không? À, thì ở đây chúng ta xem coi cái đòn bẩy tài chính là 1.14, à, tương đối nha các bạn, nợ cũng ghê gớm đó. Thì cái nợ này chúng ta cũng chưa biết là nợ gì. Ok, thì cái chúng ta tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản thì chúng ta là khoảng có 50% được cơ cấu lại nha các bạn. Cơ cấu lại trong năm 2017 thì các bạn thấy là cái tỷ lệ này nó tài sản ngắn hạn nó hoàn toàn lớn, hoàn toàn lớn, nó chiếm ưu thế luôn các bạn nha. Rồi, những con số này thì chúng ta sẽ không có đi vào sâu. Thì chúng ta chỉ có ngoáy vào cái vấn đề các khoản phải thu ngắn hạn. À, đây các bạn, tổng tài sản thì chúng ta có bao nhiêu? À, các bạn, tổng tài sản có 651 tỷ. À, 651 triệu hay là 651 tỷ. Có khoảng 651 tỷ à. À. Ở đây thì chúng ta có tổng tài sản nha các bạn, nhưng hơn một nửa các bạn, hơn một nửa là tài sản lưu động ngắn hạn các bạn, hơn một nửa đó là điều lưu ý. Nhưng trong đó chúng ta thấy là các khoản phải thu ngắn hạn là chiếm đa số, hơn một nửa các bạn. Và trong đó có phải thu của khách hàng cũng như là trả trước của người bán. Những năm trước các bạn thấy trả trước của người bán nó khá là cao. Trong năm 2017 thì người ta đã trả tiền trước cho mình trước khi nhập hàng, trước khi mua hàng. Đó không bạn? Thì đây là một cái lợi thế. Cái doanh nghiệp này có một cái lợi thế. Cái lợi thế là năm nay, năm 2018 thì chưa đòi nợ được. Chứ bạn thấy là cho bán thiếu. Tuy nhiên thì cái lượng trả, người mua trả tiền trước, người bán trả tiền trước cho chúng ta thì bạn thấy là nó thấp. Rồi, tài sản cố định nó tăng lên từ 32 tỷ lên 307 tỷ. Cái này thì nó tăng đột biến. Rồi, tăng đột biến tài sản cố định nha. Tài sản đầu tư và cố định của bạn thì chi phí dở dang, nghĩa là trong đây chúng ta thấy là chiếm đa số là 206 tỷ. Thì cái phần tài sản cố định ở đây chúng ta có hao mòn lũy kế 2 tỷ. Rồi tài sản cố định vô hình có 48 tỷ, có khấu hao các bạn. Ở đây chúng ta có 206 tỷ xây dựng dở dang các bạn, xây dựng dở dang. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đây nó có cái có sự xây dựng các bạn. Chúng ta coi cái đầu tư cái gì, hoặc là chúng ta đang dở dang cái vấn đề gì ở chỗ này ha. Đầu tư vào nhà máy hay là đầu tư vào cái gì đó ở chỗ này các bạn. Tổng tài sản của chúng ta đã tăng lên là 651 tỷ, và ở đây chúng ta đến nợ phải trả là có 81 tỷ thôi. Nghĩa là chúng ta đang có một cái tỷ lệ nợ tương đối nhỏ. Mình nói là tương đối nhỏ tại vì có 81 tỷ trên cái tổng tài sản của chúng ta là 651 tỷ thôi các bạn. Thì ở đây chúng ta thấy là nợ thuê tài chính thì chúng ta có 6 tỷ thôi. Phải trả cho người bán ngắn hạn thì chiếm dụng vốn của cái người bán cung cấp hàng cho mình thì các bạn thấy là 43 tỷ. Thì người mua trả tiền trước cho mình là 6 tỷ. Như vậy thì chúng ta có một cái tương đối các bạn, có một cái tương đối chỗ này, chúng ta chiếm dụng vốn được các bạn, và nợ thuế được nha các bạn, vẫn còn nợ thuế được nha. Ok, nợ thuế đến 6 tỷ mấy nữa các bạn. Nợ dài hạn là 17 tỷ giảm xuống rồi các bạn. Thì cái phần nợ mà dài hạn này giảm xuống thì do cái vay thuê tài chính dài hạn giảm xuống thôi các bạn. Có trả nợ. Như vậy thì cái nguồn chủ sở hữu của chúng ta trong 2 năm qua 2017, nó có một cái năm 2016 cho tới năm 2017 thì cái vấn đề này nó đã được tăng vốn tương đối khá là mạnh. Đó, bạn thấy 21 tỷ lên 271 tỷ là nó rất là kinh khủng.
hả bạn? Nhưng từ năm 2017 đến 2018 thì nó không tăng vốn như vậy ha. Ok, 271 tỷ. Ở đây thặng dư thì các bạn thấy là 243 tỷ, thì nó tương ứng với cái này. Nghĩa là các bạn bây giờ đây mua mỗi cổ phiếu này thì các bạn thấy là có một cái chuyện thặng dư là cỡ chưa phân phối, cỡ khoảng là tương ứng, cái khoản tương ứng. Nghĩa là chúng ta mua 10.000 thì chúng ta đang có cái thặng dư, doanh nghiệp đang thặng dư cỡ khoảng một cổ phiếu của chúng ta. Đó bạn. Thì lợi ích của những cái công ty con cỡ khoảng 55 tỷ hay gì đó hả bạn. Ok, như vậy là chúng ta sẽ có cái lợi nhuận chưa phân phối tương đối lớn nè các bạn, tương đối lớn nè, và cái vốn chủ sở tương đối nhỏ so với nợ. Đó, bạn nợ thì chúng ta chỉ có đâu đó một lần các bạn, thì nợ chúng ta đâu có 81 tỷ thôi. Nợ là có 81 tỷ, trong cái đó một nửa là vốn chủ sở góp, không là cỡ khoảng là chúng ta thấy là gần 300 tỷ. Và chúng ta có một cái thặng dư cũng cỡ đâu đó gần 300 tỷ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái cổ phiếu tương đối lớn, tương đối có cái lợi ích ở đây. Với cái giá mà chúng ta thấy là cái giá ở đây là bao nhiêu? Chúng ta có cái giá chúng ta 29.000, thì chúng ta đang có một cái mua cái cổ phiếu này thì chúng ta đã trừ đi 20.000, thì chúng ta chỉ có mua cổ phiếu này thẳng dư ra khoảng cỡ 10.000 các bạn, trên cái giá thị trường các bạn. Ok, thì chúng ta xem coi cái báo cáo quý của nó như thế nào ha. Thì ở đây chúng ta chưa không biết là có quý 2 không, thì mình để quý 2 đi. Và chưa có quý 2 thì ở đây chúng ta sẽ cho nó là 8 quý đi các bạn. Ok. Thì trong cái quý 4 của năm 2018 là cái sự đột biến rất là lớn, là nó có tới gần 300 tỷ các bạn. Nó tạo ra một cái lợi doanh số là gần 300 tỷ. Quý 3 thì hơn 100 tỷ. Nhưng các cái quý 1 là có 8 tỷ và 42 tỷ rồi 113 tỷ đúng không bạn? Nhưng các bạn thấy là cái quý 1 mình cho 12 đi. 12 đi cho nó có một cái 10, cái quý 1 của năm 2017 thì các bạn thấy có 4 tỷ thôi. Quý 1 năm 2018 thì 8 tỷ. Nhưng cái quý 1 của năm 2019 này các bạn, chúng ta có 92 tỷ gấp 10 lần. Đó các bạn. Thì cái quý 2 của nó thì nó sẽ tương ứng khá là nhiều thứ hai cũng chưa chắc là nhiều. Quý 2 nó cũng tương ứng với cái quý 1, thì cái có thể là cái quý 4 là cái quý mà nó mang lại lợi nhuận cao nhất cho cái doanh nghiệp này. Tôi lấy ví dụ như bây giờ chúng ta xem coi ở đây chúng ta lên 24 thì coi cái chu kỳ các bạn phải xem cái chu kỳ nha. Thì bạn thấy là quý 1 là tầm với nhau nè, quý 1 tầm với nhau. Quý 4 thì mấy cái năm trước thì mình thấy không có một cái, không biết là có báo cáo đúng không các bạn. Thì bạn thấy là quý 2, quý 1 tương ứng với quý 2 các bạn ha. Quý 3, quý 4. Quý 4 là có đột biến nha các bạn. Quý 4 là hay có đột biến nha. Cái này thì có lẽ cái này nó báo cáo nó không có được chuẩn lắm mà. Ok, thì các bạn thấy là ở đây có thể là quý 4 là có nhiều đột biến, quý 3 và quý 4 là nó sẽ có những cái đột biến các bạn. Quý 4 là trong 2 năm vừa qua là nó có đột biến. Ở đây coi, chúng ta coi có thay đổi gì không. Thì trong quý 1 vừa qua nó cũng không có cái phát hành thêm tăng vốn các bạn. Thặng dư tiếp tục các bạn, thặng dư tiếp tục đưa tăng lên nè, 270 mấy tỷ nè. Thặng dư tiếp tục ha. Tính quá có lợi nhuận coi, xin lỗi các bạn. Lợi nhuận khoảng có 27 tỷ. Ok, vừa rồi thì các bạn thấy là quý 1 quý 1 chúng ta cũng lợi nhuận nó khá là thấp các bạn.
lợi nhuận khá là thấp. So với quý 3 như bạn thấy là tờ lời tới 66 tỷ. Thì ở đây cái chúng ta có cái chi phí gì không? Chi phí gì tăng lên không các bạn? Giá vốn hàng bán nó tăng lên. Chính vì vậy thì bạn thấy không? 113 tỷ nhưng mà đây có 92 tỷ nhưng giá vốn hàng bán của chúng ta nó tới 62 tỷ. Như vậy thì chúng ta đang có một cái giá vốn hàng bán tăng lên. Thì chúng ta xem coi cái hàng tồn kho nó có thay đổi gì chưa. Đấy các bạn. Hàng tồn kho thì các bạn thấy là cái book, cái lợi nhuận của quý 4 năm 2018 là bạn thấy hàng tồn kho này, thấy không? Từ 170 tỷ này xuống còn có 2 tỷ thôi. Chính cái hàng tồn kho này mà nó giảm xuống thì các bạn thấy là nó có gì các bạn? Nó có cái lợi nhuận. Nó có lợi nhuận tương ứng, tương đối cao, phải không? Như vậy thì cái trong cái quý 1 này chúng ta dồn vô cái hàng tồn kho chúng ta tới 82 tỷ, phải không? Thì chính vì vậy thì cái quý 2 hoặc quý 3 này có khả năng là nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận. Tạo ra cái lợi nhuận. Tạo ra cái lợi nhuận nha các bạn. Như vậy thì chúng ta có khả năng là hy vọng là quý 2 hoặc quý 3 gì đó, có thể là quý 4, chúng ta sẽ tạo ra được cái lợi nhuận. Bởi vì cái hàng tồn kho này tương đối cao rồi, phải không? Tương đối cao rồi, nó chỉ bằng một nửa so với cái quý 4, tạo lợi nhuận của quý 4 này thôi. Thì cũng là tương ứng là cũng là khá là cao. Như vậy cái doanh nghiệp này nó đang làm ăn khá là tốt, phải không? Khá là tốt nha các bạn, đang trên đà phát triển khá là tốt đó. Nhưng giá thì tôi không hiểu tại sao mà giá nó chỉ có 30.000, chưa tới 30.000 thôi. Đó là AMV nha các bạn. Thì chúng ta xem coi cái tài sản cố định tiếp tục như thế nào. Tài sản cố định thì chúng ta tiếp tục tăng. Tiếp tục tăng nha các bạn. Tiếp tục tăng cái tài sản cố định. Nghĩa là năm nay nó lại tiếp tục xây dựng về cái tài sản cố định. Tài sản cố định ở đây là vẫn là xây dựng dở dang, vẫn như cũ. Các bạn. Nhưng chúng ta có thấy có chuyện gì tăng? Các khoản phải thu dài hạn thôi. Các khoản phải thu dài hạn. Các khoản phải thu dài hạn. Nghĩa là nợ của khách hàng có. Như vậy thì các bạn thấy rằng là trong quý 1 của nó đang có cái bán nợ, bán cho cái khách hàng. Có khả năng là chúng ta phải bán, thanh toán, thu tiền chậm lại cho người ta nợ dài hạn, tính lãi hay gì đó. Bởi vì các bạn thấy là có khả năng là cái doanh nghiệp này đang gặp khó khăn về cái đầu ra chẳng hạn. Chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề đó. Còn nếu mà chúng ta bán mà không cho khách hàng nợ thì tất nhiên cái chuyện mà khách hàng nó đứng rồi. Rồi, thì đó là cái chúng ta sẽ thấy cái khâu mà bán hàng nó đang có cái vấn đề, để chúng ta xem coi cái chi phí bán hàng nó có đội lên hay không. Chi phí tài chính nè bạn, chi phí bán hàng thì chúng ta cũng chưa thấy có cái gì, không thấy bán hàng chi phí bán hàng bao nhiêu các bạn. Chi phí quản lý doanh nghiệp nhiều khi nó còn giảm nữa các bạn. Ok, thì chúng ta cũng chưa thấy có vấn đề gì cái vấn đề khâu bán hàng đâu. Có thể là đó là một cái quy luật mua bán của cái ngành hàng này hay sao. Thì chúng ta phải cần theo dõi hoặc là cần hiểu biết về cái doanh nghiệp này hơn, và cũng phương thức mua bán của cái sản phẩm y tế, thiết bị y tế. Nhiều khi chúng ta đọc báo cáo tài chính chúng ta không thể nào mà biết được cái cung cách mua bán hàng của các cái ngành nghề trên cái thị trường nhau nha các bạn. Thì các bạn thấy là ở đây chúng ta thấy phải trả cho người bán ngắn hạn có trả nha các bạn. Vừa rồi chúng ta thấy có trả tới mười mấy tỷ các bạn, 17 tỷ, và cũng như là
người mua trả tiền trước nó đang giảm xuống, nghĩa là mình đã giao hàng, có thể là giao hàng trả, nghĩa là nợ phải trả chúng ta đang giảm xuống, có mua bán nha, giao hàng. Ok, thì chúng ta vẫn chưa thấy có một cái gì hết ở chỗ này. Thu nhập của công ty con thì nó khá là đều đặn. Ok, thì như vậy chúng ta đang có một cái cổ phiếu tương đối, cổ phiếu tương đối khá là hay, khá là hay với cái với cái chỉ số tài chính mà chúng ta thấy trên đây là ROE chúng ta đâu đó khoảng cỡ gần 40, 39%. Và price trên book value thì cỡ khoảng cỡ 132% thôi, nó cũng tương đối nhỏ. Nhưng cái điều quan trọng là EPS của chúng ta tương đối cao, là chúng ta cỡ khoảng là đang có khoảng 9.000. Nghĩa là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong năm vừa qua thì chúng ta thấy là có thu nhập trong mỗi cổ phiếu là 9.000, và P/E chúng ta chỉ có 3.2 các bạn. Nếu mà các bạn đầu tư cơ bản, đầu tư về giá trị thì đây là mỗi cổ phiếu tương đối, và trong cái quý 1 này chúng ta thấy là làm ăn cũng tương đối khá các bạn, tương đối khá, bởi vì chúng ta thấy là nó đã cũng đã tạo ra được cái lợi nhuận là 27 tỷ trên cái tổng là khoảng cỡ là 651 tỷ, tổng tài sản là 651 tỷ và vốn chủ sở hữu là 271 tỷ. Thì như vậy thì nó cũng là ok, nghĩa là chúng ta thấy là cỡ khoảng 10% trên vốn chủ sở hữu, vốn chủ góp đó các bạn. Thì như vậy thì cũng đã gần đạt, nghĩa là chúng ta có 4 quý thì chúng ta thấy là cái quý 1 là chúng ta đã kiếm được trên ROE chúng ta cũng 10% mà. 10% đó các bạn. Thì đây là mỗi cổ phiếu mà mình nghĩ sắp tới có cái lượng hàng tồn kho lớn nữa thì cái khả năng là nó sẽ tạo ra một cái lợi nhuận trong quý 2, quý 3 hoặc thậm chí là đột biến trong quý 4, trong cuối năm 2019 này. Thì chính vì vậy cái cổ phiếu này là cái cổ phiếu mà các bạn đáng quan tâm trong cái thời gian 6 tháng cuối năm. Thì hy vọng rằng những cái phát hiện cũng như là cái cách thức chỉ cho các bạn để các bạn tìm được những cái cổ phiếu tiềm năng để các bạn đầu tư một cách cơ bản, tăng trưởng và dài hạn, cách thức lựa chọn, cách thức tìm kiếm và cách thức phân tích, thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, cách thức làm như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay hãy like, hoặc là các bạn có yêu cầu gì hoặc có đặt những câu hỏi gì cho mình thì hãy comment phía dưới, mình sẽ cố gắng làm những video hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cũng như là các lời động viên của các bạn trong quá trình làm những video hướng dẫn như thế này. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng rằng video này sẽ đem lại hữu ích cho các bạn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn vào những video sau. Thân ái chào tạm biệt.